Ăn một bắp ngô mỗi sáng liên tục trong 7 ngày, bạn sẽ không tin những gì xảy ra. Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra khi bạn ăn một bắp ngô luộc mỗi sáng liên tục trong 7 ngày? Nhiều người đã áp dụng chế độ ăn này và hoàn toàn sốc với những gì xảy ra. Ngô là một trong những thực phẩm phổ biến nhất thế giới. Dù người lớn hay trẻ em, gần như ai cũng thích ngô vì vị ngon ngọt của nó. Hơn nữa, ngô còn chứa nhiều vitamin và khoáng chất. Ngô giàu vitamin B1, B5, C, phốt pho, mangan, folate và chất xơ. Một bắp ngô luộc chứa tới 177 calorie. Vì thế, có rất nhiều lợi ích sức khỏe nếu bạn ăn ngô thường xuyên. Theo Livestrong, nhiều người đã áp dụng chế độ ăn gồm một bắp ngô luộc mỗi sáng liên tục trong 7 ngày và kết quả nhận được đã khiến họ bị sốc. Cải thiện sức khỏe tim mạch. Ngô cực kỳ giàu folate, còn được gọi là vitamin B9. Theo naturalhomeremedy.org, việc hấp thụ folate giúp giảm mức hormone creatinine trong cơ thể. Hormone creatinine là một amino acid có thể phá hủy các mạch máu. Mức hormone creatinine cao có thể khiến bạn bị đau tim, đột quỵ và co thắt mạch ngoại vị. Việc bổ sung folate hàng ngày bằng cách ăn ngô có thể giảm nguy cơ bị đau tim tới 10%. Ngừa ung thư. Ngô chứa một hóa chất tên là beta-sitosanthin. Về mặt hóa học, beta-sitosanthin tương tự beta-carotene. Cơ thể chuyển đổi beta-sitosanthin thành vitamin A khi tiêu thụ thực phẩm. Theo một nghiên cứu được xuất bản, có một mối quan hệ nghịch đảo giữa việc tiêu thụ beta-sitosanthin và sự phát triển ung thư phổi. Điều này có nghĩa là càng tiêu thụ nhiều beta-sitosanthin thì nguy cơ mắc ung thư phổi càng giảm. Đồng thời, một nghiên cứu khác cho hay việc tiêu thụ các ngũ cốc nguyên hạt như ngô có thể giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư vú. Cải thiện trí nhớ. Ngô chứa hàm lượng cao thiamine hay còn gọi là vitamin B1. Theo whatfood.org, thiamine là một dưỡng chất thiết yếu cho tế bào não và hoạt động nhận thức. Cơ thể cần thiamine để sản xuất acetylcholine. Acetylcholine là chất dẫn truyền thần kinh cần thiết để duy trì hoạt động của bộ nhớ. Một trong những yếu tố chính gắn với bệnh Alzheimer là mức acetylcholine thấp. Vì thế, ăn ngô mỗi ngày giúp bạn duy trì trí nhớ tốt khi về già. Bảo vệ thị lực. Theo afoodnews.com.au, ngô chứa chất chống oxy hóa zeaxanthin. Đây là sắc tố màu vàng được tổng hợp tự nhiên trong ngô. Hấp thụ zeaxanthin có thể giúp phòng ngừa các bệnh về mắt do tuổi tác như thoái hóa điểm vàng. Ngoài ra, ngô còn chứa folate và beta-carotene, vốn có thể giúp phòng ngừa bệnh thoái hóa điểm vàng. Giảm cân. Với những ai muốn giảm cân, ăn ngô buổi sáng cũng là một phương pháp cực kỳ hiệu quả để loại bỏ mỡ thừa. Vì ngô chứa nhiều chất xơ, lại ít chất béo, nên nó khiến bạn có cảm giác no lâu. Một mẹo nhỏ để loại bỏ bớt lượng đường tiết ra từ ngô là bạn hãy cho thêm một chút muối khi luộc. Phương pháp này sẽ giúp bạn giảm cân hiệu quả hơn. Ngừa táo bón. Với những ai bị táo bón, một bắp ngô mỗi sáng là phương thuốc tự nhiên hiệu quả giúp giảm nhẹ các triệu chứng khó chịu do căn bệnh này gây ra. Chất xơ của ngô sẽ kích thích nhu động ruột, làm quá trình bài tiết phân của cơ thể dễ dàng hơn. Chống lão hóa. Làn da đẹp, hàm lượng vitamin E và magie trong bắp ngô có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể, đem lại sức sống cho làn da của bạn. Với những công dụng tuyệt vời kể trên, ngô xứng đáng trở thành lựa chọn đầu tiên cho bữa sáng của bạn. Hãy ăn ngô để tận dụng những lợi ích kỳ diệu của nó nhé. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Chỉ cần cho chanh vào ngăn đá là bạn đã có ngay một thần dược. Nếu muốn tận dụng tối đa công dụng của chanh thì bạn hãy cho ngay quả chanh đó lên ngăn đá nhé. 1. Công dụng của chanh
Chanh vốn là một loại quả tự nhiên, có nhiều tác dụng trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp cho mọi người. Tuy nhiên, chắc các bạn không biết rằng, chanh tươi đã tốt, chanh đông lạnh còn tốt hơn nhiều lần. Khi được bảo quản trong điều kiện bình thường, chanh có rất nhiều công dụng như thải độc cơ thể, cung cấp vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và giảm béo bụng rất tốt. Tuy nhiên, khi bạn cho chanh vào đông lạnh, bạn sẽ có ngay một thần dược giữ nguyên các công dụng của chanh. Ngoài ra, còn có khả năng chống lão hóa cao gấp nhiều lần ban đầu. Chất chống oxy hóa trong chanh giúp bạn giảm các vết thâm, đốm trên da, cải thiện các nếp nhăn. Thậm chí uống chanh đều đặn giúp bạn giảm sẹo, trẻ hóa làn da. Bởi nó giúp giải độc trong máu, giữ da bạn đều màu và rạng rỡ. Đặc biệt, rất nhiều người không biết rằng hầu hết các dinh dưỡng, chất chống oxy hóa tập trung ở vỏ chanh, phần bạn hay vứt đi. Nên việc đông lạnh chanh sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng được phần vỏ chanh một cách dễ dàng. 2. Hướng dẫn làm chanh đông lạnh. Bạn mua chanh tươi rồi ngâm 10 đến 15 phút trong nước muối loãng. Vớt ra vẩy cho ráo bớt nước, cho chanh trực tiếp vào trong ngăn đá tủ lạnh. Khoảng 4 đến 5 tiếng sau khi chanh đã đông cứng hoàn toàn thì có thể mang ra sử dụng. 3. Cách sử dụng. Lấy dụng cụ bào nhỏ cả quả chanh, rồi trộn chanh đá bào vào sinh tố hoặc các món salad để ăn trực tiếp. Mỗi tuần, các bạn hãy chăm chỉ ăn từ 2 đến 3 quả chanh đông lạnh mỗi tuần để có thể trẻ hóa cơ thể và chống lão hóa về lâu dài. Chăm chỉ ăn hỗn hợp này mỗi tuần, bạn sẽ thấy gương mặt trẻ ra cả chục tuổi. Ngoài ra, hỗn hợp này còn có khả năng thanh lọc cơ thể, hỗ trợ quá trình giảm cân, đốt mỡ hiệu quả hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Khi nhìn thấy dấu hiệu này của dưa hấu mà bạn ăn, bạn có thể loạn thần kinh hoặc u ác tính. Dưa hấu là thứ trái cây cả nhà em đều mê vào mỗi mùa hè. Đặc biệt, mẹ em thích món này và là siêu cao thủ chọn dưa. Mẹ em chọn quả dưa nào cũng đều đỏ ruột, nhiều nước và ngọt lắm luôn. Hôm vừa rồi em đi chợ một mình, thế là tự mua một quả dưa hấu về cho cả nhà. Em hăm hở lấy dao bổ dưa để mời cả nhà thưởng thức. Vừa lúc ấy mẹ em cũng về, nhìn thấy quả dưa trên tay em, mẹ em bảo: "Thôi, đừng tiếc mà ăn nữa, dưa như thế này chỉ có bỏ đi thôi con à." Em bí xị mặt mày, nhưng rồi cũng nghe theo lời mẹ, không ăn quả dưa đó nữa. Thì ra quả dưa em mua về, khi cắt ra đã có những vết nứt ở bên trong. Mẹ em nói đây là dấu hiệu của một quả dưa không nên ăn, vì nó không đảm bảo chất lượng, do dưa đã được tiêm hóa chất. Ôi, em thật là đản trí quá đi mà. Mẹ em bảo dưa hấu tiêm thuốc thường là những quả dưa còn xanh, bị tiêm các chất phụ gia, chất tạo màu để có vị ngọt và màu sắc như dưa chín. Hầu hết những hóa chất dạng này đều không có bất kỳ thành phần dinh dưỡng nào. Để giảm giá thành và đánh lừa người tiêu dùng, nhiều tiểu thương còn dùng những phụ gia độc hại, vốn dùng để sản xuất than đá, thuốc nhộm để bơm vào trong quá trình gia công thực phẩm. Những loại chất phụ gia này rất nguy hiểm cho sức khỏe con người, chúng có thể gây rối loạn thần kinh, thậm chí tạo nên những khối u ác tính nữa đó các chị ạ. Mấy hôm sau, em được mẹ dẫn ra chợ, hướng dẫn mấy mẹo hay chọn dưa hấu. Nghe xong đúng là được mở mang tầm mắt luôn các chị ạ. Em kể các chị nghe mấy dấu hiệu chứng tỏ chắc chắn dưa đã được tẩm hóa chất. Các chị nhớ tránh chọn loại dưa này nhé. Khi nhìn thấy quả dưa hấu có lớp lông nhung bên ngoài, vỏ sẫm màu, hoa văn mờ nhạt là dấu hiệu của dưa đã tiêm hóa chất kết chín. Dưa hấu ngon, an toàn, phải có vỏ trơn bóng, hoa văn rõ ràng, đường văn sắc nét, dưới đáy hơi vàng. Bổ quả dưa ra, nếu thấy dưa có các vết nứt bên trong thì đây là dấu hiệu của một quả dưa bị chín ép do tiêm hóa chất. Các chị nên bỏ ngay, đừng cố ăn kẻo mang bệnh vào người. Cuống dưa chuyển màu nâu đen,
xoắn lại, giòn và dễ gãy là dưa thu hoạch đã lâu. Các chị nên chọn dưa có phần cuống tươi và loại dưa mới được thu hoạch và hạn chế mua loại dưa héo để tránh gây hại cho sức khỏe. Khi thấy dưa hấu có phần ruột trắng lõi, càng ra phần ngoài rìa càng nhạt, hạt của quả dưa có màu trắng, vàng, thậm chí là trong suốt thì các chị cũng không nên ăn nữa nhé. Đó là những quả dưa đã được thu hoạch non, sau đó đã được tiêm hóa chất kích chín rất độc hại cho sức khỏe. Quả dưa ngon phải là dưa già, có hạt màu đen. Dưa có hai phần đầu mắt cân xứng, đầu này to, đầu kia lại nhỏ. Ở phần cuống dưa hơi lõm vào bên trong một chút, các chị cũng không nên chọn mua vì đây cũng là một dấu hiệu của một dưa đã bị tiêm thuốc. Thuốc được tiêm vào dưa khiến quả dưa bị biến dạng như vậy. Trên đây là một số dấu hiệu bằng mắt thường có thể quan sát để xác định dưa hấu đã bị tiêm hóa chất. Các chị nhớ lưu lại để tránh chọn mua những loại quả này để không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của gia đình. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cách chữa bệnh mất ngủ hiệu quả đáng ngạc nhiên chỉ bằng một quả chuối. Bệnh mất ngủ thường hành hạ bạn vào mỗi đêm. Video sau sẽ bật mí cho bạn cách chữa bệnh mất ngủ bằng chuối vừa đơn giản vừa hiệu quả. Vì thường xuyên mất ngủ vào buổi tối khiến bạn mệt mỏi về cả tinh thần lẫn thể chất. Với cách chữa bệnh mất ngủ bằng chuối, chỉ cần một trái chuối mỗi ngày, bạn đã có một bài thuốc chữa mất ngủ từ tự nhiên, rất an toàn và không gây các tác dụng phụ cho cơ thể. Cách chữa bệnh mất ngủ bằng chuối. Trong chuối có rất nhiều kali và magie, đặc biệt chứa rất nhiều trong vỏ quả chuối. Hai chất này đều rất tốt cho việc thư giãn hệ thần kinh và cơ bắp. Trong đó, magie sẽ giúp cơ bắp được thả lỏng và ngăn chặn tình trạng bị chuột rút. Kali có nhiều trong quả chuối sẽ giúp cơ thể cảm thấy thư giãn, từ đó giúp bạn ngủ sâu vào ban đêm. Nếu bạn sợ vỏ chuối có chứa thuốc trừ sâu, có thể làm sạch vỏ chuối bằng cách rửa nước hoặc ngâm trong dung dịch giấm và nước, hoặc nước muối với chanh. Cách thực hiện: cắt hai đầu quả chuối bỏ đi vì chúng chứa nhiều mủ. Bỏ vào nồi và đun sôi với nước trong khoảng 10 phút. Lấy phần nước đã được đun sôi với chuối để uống. Chỉ đơn giản bằng cách đun sôi một trái chuối và uống mỗi ngày sẽ giúp bạn thoát khỏi cơn mất ngủ, lấy lại giấc ngủ ngon, cho bạn dễ đi vào mộng đẹp. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ chỉ trong một tuần. Giải pháp thay thế cho những viên thuốc ngủ đang ngắt lại nhiều tác dụng phụ là dùng các bài thuốc nam với nguyên liệu quen thuộc trong cuộc sống. Dưới đây là bốn bài thuốc hay chữa mất ngủ, chỉ cần kiên trì sử dụng một tuần sẽ mang đến cho bạn những giấc ngủ ngon. Top 4 bài thuốc hay chữa mất ngủ. 1. Lá bông nêm. Lá bông nêm có chức năng như tên gọi của mình, dùng lấy lá gói nêm, hạt được trồng để làm cảnh. Tuy nhiên, từ lâu đời, y học cổ truyền đã chứng minh trong lá bông có những hợp chất tác động lên hệ thần kinh trung ương, kích thích giấc ngủ. Lá bông nêm cũng có thể chế biến thành nhiều bài thuốc hay chữa mất ngủ như sau. Hãm nước uống. Lấy lá bông, hoa nhài tươi, táo nhân xào đen và tâm sen xào thơm thành một thang, sắc với 2 lít nước uống nhiều lần trong ngày. Ngâm rượu. Lấy lá bông nêm phơi khô, thái nhỏ, cho 1 lít rượu vào ngâm ngập lá, đậy nắp kín để trong 20 ngày, mỗi lần uống lấy 15ml, dùng trước khi đi ngủ là tốt nhất. 2. Hoa nhài. Hoa nhài, ngoài việc dùng để ướp trà, tạo mùi thơm, thì cả rễ và hoa của loại cây này còn được ứng dụng để chữa mất ngủ hiệu quả. Có 2 cách dùng cây hoa nhài làm thuốc như sau.
với hoa nhài. Bạn hái khoảng 10 bông hoa tươi, sau đó cho thêm 2 gam tầm sen, sắc lấy nước uống nhiều lần trong ngày. Với rễ cây nhài, bạn có thể phơi khô, cắt nhỏ để ngâm rượu. Rượu rễ hoa nhài để khoảng 1 tháng sẽ ngả sang màu hành vàng, có mùi thơm nhẹ rất dễ uống. Dùng liên tục khoảng 1 tuần sẽ giúp ngủ ngon hơn. 3. Hạt sen. Hạt sen không chỉ được dùng dưới dạng thực phẩm mà nó còn được các chuyên gia đông y đánh giá cao trong việc an thần, thúc đẩy giấc ngủ. Tuy nhiên, thành phần chính chữa mất ngủ lại không phải hạt sen mà là tâm sen. Phần nhân màu xanh nhỏ nằm ở giữa hạt. Bạn có thể sử dụng hạt sen nấu thành những món ăn, bài thuốc hay chữa mất ngủ như chè hạt sen, hạt sen long nhãn. Nên để cả phần tâm sen bên trong, mặc dù sẽ làm món ăn có vị đắng nhẹ nhưng lại rất tốt. Nếu dùng riêng phần tâm sen thì cần sao vàng để hạ bớt dự tính, sau đó hãm nước và trà uống. Liều lượng thích hợp mỗi ngày là từ 1 đến 3 gram. Dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh lý của cả hai giới. 4. Quả dâu tằm. Quả dâu tằm khá lành tính và nhiều tác dụng với sức khỏe, đặc biệt tốt cho người mất ngủ. Còn gì tuyệt vời hơn khi mùa hè nắng nóng được thưởng thức những cốc nước dâu ngâm mát lạnh. Một cách khác, bạn cũng có thể làm cao dâu bằng cách ép lấy nước 1 kg dâu tằm chín rồi đem đun với lửa nhỏ, thêm đường nấu thành cao mềm. Mỗi ngày dùng 1 đến 2 lần, mỗi lần khoảng 5 gram, vừa dễ ngủ lại cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Bên trên là 4 bài thuốc hay chữa bệnh mất ngủ từ những nguyên liệu rất đời, chẳng cần tốn kém hay tìm đâu xa xôi. Bạn vẫn có thể chữa bệnh hiệu quả mà rất an toàn, ngại gì mà không thử. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Sai lầm chết người khi ăn trứng vịt lộn, nhưng nhiều người mắc cần bỏ gấp kẻo hối không kịp. Nhiều người nghĩ rằng thực phẩm bổ dưỡng càng ăn sẽ càng có lợi cho sức khỏe. Thế nhưng, thực sự thì bất cứ cái gì cũng vậy, nếu lạm dụng nó sẽ gây tác dụng ngược. Với trứng vịt lộn, nó không chỉ là hàm lượng cholesterol cao hay đầy bụng, khó tiêu, mà còn là chế độ dinh dưỡng bị mất cân bằng. Do đó, đừng để ngon miệng mà hại thân nhé. Dinh dưỡng từ trứng vịt lộn. Bên cạnh các dưỡng chất như 13,6g protein, 12,4g lipid, 82mg canxi, 212g phospho, một quả trứng vịt lộn còn chứa tới 600mg cholesterol, cao gần gấp 3 lần một quả trứng gà. Điều đó có nghĩa là nếu ăn hàng ngày, nó sẽ dễ gây ra các bệnh như huyết áp cao, tiểu đường, gan nhiễm mỡ do dư thừa lượng cholesterol. Đặc biệt, người đang mắc các bệnh này dễ bị nặng hơn, tăng nguy cơ bị đột quỵ. Riêng với trẻ em, hàm lượng dinh dưỡng dồi dào trong trứng dễ dẫn đến chứng đầy bụng, khó tiêu. Trẻ dưới 5 tuổi càng khó tiêu hơn nữa. Việc này dẫn đến trẻ biết ăn do lúc nào bụng cũng ở trong trạng thái lưng lưỡng. Cũng vì những lý do trên, tiến sĩ Mai khuyên rằng với người trưởng thành, một tuần cũng chỉ nên ăn 2 quả, còn với trẻ từ 5 tuổi trở lên cũng chỉ nên ăn 1/2 quả mỗi lần, mỗi tuần từ 1 đến 2 lần là đủ. Dễ thừa vitamin A. Việc hạn chế ăn trứng vịt lộn không chỉ bởi nó có hàm lượng cholesterol cao mà còn vì chế độ dinh dưỡng của chúng ta cần phải phong phú với các loại thực phẩm. Nếu không, dễ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng. Ngoài ra, tiến sĩ Mai cũng cho rằng trong trứng vịt lộn có khá nhiều vitamin A, nên nếu ăn thường xuyên dễ dẫn đến thừa loại vitamin này với các biểu hiện như mệt mỏi, đau đầu, khô da. Bên cạnh lưu ý trên, theo tiến sĩ Mai, chúng ta cũng không nên ăn trứng vịt lộn vào buổi tối vì nó dễ gây cảm giác ấm ếch, khó ngủ. Do đó, loại trứng này chỉ thích hợp ăn vào buổi sáng. Khi ăn, bạn nhớ ăn kèm thêm rau răm với gừng. Gừng sẽ giúp kích thích tiêu hóa, còn rau răm thì làm ấm bụng.
Tuy nhiên, nếu đang mang thai ở 3 tháng đầu thì bạn nên hạn chế ăn rau răm vì nó có thể gây ra hiện tượng bong, sảy thai. Ăn như thế nào để có lợi cho sức khỏe? Nên ăn trứng vịt lộn vào buổi sáng, tránh ăn vào buổi tối vì hàm lượng dinh dưỡng trong đó cao, do vậy là món ăn khó tiêu. Nếu bạn ăn trứng vào buổi tối, khi đi ngủ sẽ bị khó chịu, đôi khi dẫn tới đầy hơi, không tiêu hóa được. Vì là món ăn rất bổ, giàu dinh dưỡng, nên việc ăn trứng vịt lộn mỗi ngày có thể làm tăng lượng cholesterol trong máu, là nguyên nhân gây ra các bệnh về tim mạch, huyết áp, đái tháo đường. Mỗi người lớn khỏe mạnh, tốt nhất chỉ nên ăn 2 trứng vịt lộn mỗi tuần. Những người bị tăng huyết áp, tiểu đường, viêm gan, gan nhiễm mỡ, tim mạch, gút, nên kiêng hoặc không ăn nhiều trứng vịt lộn, tránh tắc nghẽn động mạch, tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim và đột quỵ. Phụ nữ có thai, ăn trứng vịt lộn không nên dùng với rau răm vì dễ gây chảy máu, sảy thai. Khi ăn trứng vịt lộn thường kèm với rau răm và gừng, bởi theo đông y, rau răm có vị cay nồng, mùi thơm hắc, tính ấm, tác dụng ấm bụng, chống đầy hơi, sát trùng, tán hàn. Rau răm còn có tác dụng làm sáng mắt, ích trí, mạnh gân có, tránh lạnh bụng, say nắng. Do vậy, điều mà ai cũng thấy đó chính là rau răm sẽ giúp cho người ăn trứng vịt lộn không bị lạnh bụng, đầy hơi, tránh được các vấn đề về tiêu hóa. Ngoài ra, ăn kèm rau răm với trứng vịt lộn có khả năng giảm bớt ham muốn tình dục, đem tới sự cân bằng âm dương cho cơ thể. Gừng tươi có tác dụng kích thích tiêu hóa, mạch tim, giải độc thức ăn, chống suy giảm tình dục. Dùng ăn để kích thích tiêu hóa, chữa dạ dày lành, đầy hơi đau bụng, kém ăn, co gân, chuột rút tiêu chảy. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Cỏ màng trầu trị huyết áp cao. Đông y cho rằng cây cỏ màng trầu có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp. Cỏ màng trầu hay màng trầu, tên khác là ngưu căn thảo, thanh tam thảo, chỉ cỏ tía, cỏ giáng, cỏ bắc, cỏ vườn trầu, cỏ màng trầu. Đông y cho rằng cây có vị ngọt nhạt, hơi đắng, tính mát, không độc, có tác dụng lương huyết, thanh nhiệt, tiêu viêm, trừ thấp, cầm máu, tan ứ, mát gan, giải độc, lợi tiểu, hạ áp, hạ sốt và sốt rét. Phối hợp với nhân trần làm nước giải khát mùa hè. Có công dụng trị cao huyết áp, lo phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu tiện vàng và ít mọt. Còn dùng cho phụ nữ có thai, hỏa nhiệt, táo bón, buồn phiền, động thai, nhức đầu, nôn mửa, tức ngực, sốt nóng. Cũng dùng uống trị mụn nhọt, có chứng nhiệt độc, trẻ em tư lưỡi. Hiện nay, cỏ màng trầu còn được xếp vào nhóm những cây thuốc quý có tác dụng chữa ung thư đang được nghiên cứu. Dưới đây là một số cách trị bệnh từ cỏ màng trầu. Bệnh nhân cao huyết áp, nhổ toàn cây, cả rễ rửa sạch, thái nhỏ, cần 500g, giã nát, thêm một chén nước đun sôi để nguội, vắt lấy nước cốt, lọc lấy nước, có thể cho thêm ít đường cho dễ uống, chia 2 lần uống vào sáng và tối trước khi đi ngủ. Bệnh nhân lao phổi, ho khan, sốt âm ỉ về chiều, lao lực mệt nhọc, tiểu ít, nước tiểu vàng, lấy cỏ màng trầu 40g, sắc 200ml uống một lần trong ngày. Phụ nữ có thai, người nóng dẫn đến táo bón, buồn phiền, động thai nhức đầu, nôn mửa tức ngực. Ngày sắc 12-16g khô trong 300ml nước uống 2-3 lần. Trẻ con mụn nhọt, sốt cao, sốt xuất huyết, rôm sảy, ban đỏ từ lưỡi. Lấy cỏ màng trầu tươi 120g rửa sạch giã nát, vắt lấy nước uống. Cỏ khô 20g sắc với 400ml nước, còn 100ml chia uống 2 lần. Nóng trong người, tiểu gắt và vàng, da mẩn đỏ,
cỏ màu trầu 40g, sắc uống một lần trong ngày. Có thể thêm 20g rễ cỏ tranh, sắc chung uống trong ngày. Rễ đá dầm, lái 20g cỏ màu trầu, mùi tàu 20g, rau ngổ 20g, cỏ sữa lá nhỏ 10g, thái nhỏ, sắc uống sau bữa ăn chiều. Ngoài ra, cỏ màu trầu với mùa kết chuồng lấy nước để gội đầu, dùng trị tóc bạc sớm. Đề phòng viêm màng não truyền nhiễm. Cỏ màu trầu 30g, sắc uống trong ngày, uống liền 3 ngày, nghỉ 10 ngày, sau đó lại uống tiếp 3 ngày nữa. Chữa sốt cao, co giật, hôn mê. Cỏ màu trầu 120g, sắc với 600ml nước, còn 400ml, thêm ít muối, cho uống nhiều lần trong 12 giờ. Màng trầu cũng một vị thuốc trong tòa thuốc căn bản. Cỏ tranh 8g, rau má 8g, cỏ mược 8g, cam thảo đất 8g, cá đầu ngựa 8g, màng trầu 8g, gừng tươi 2g, củ sả 4g, vỏ quýt 4g. Tác dụng của màng trầu trong đơn là giải độc, an thai, thanh nhiệt. Chữa viêm da, vàng da. Cỏ màng trầu tươi 60g, rễ cây tổ kén được, một loài cây gió 30g, sắc uống. Chữa phong nhiệt, ghẻ lửa, mẩn ngứa. Lấy cỏ màng trầu tươi, rửa sạch giả nát, vắt lấy nước cốt uống, ngày 2-3 lần. Chữa cảm, sốt nóng, người mẩn đỏ, tiểu tiện vàng ít. Màng trầu 16g, cỏ tranh 16g, sắc uống trong ngày. Theo lương y Nguyễn Văn Phấn, nổi mụn trong miệng do ăn uống nhiều đồ cay nóng nên cần thanh nhiệt giải độc lợi tiểu tiện. Dùng cỏ màng trầu, cây muống trâu, rễ cỏ tranh, rau sam, rau má, rau ngót, rau dền trắng, cỏ mược, cây ké, cây đậu xăng, cam thảo nam, mỗi thứ một nắm, bí đô 2 khoanh mỏng, củ sả 10 lát mỏng, gừng tươi 3 lát, vỏ quýt 1 cái. Sắc với nước, ngập một lóng ngón tay, còn một bát để uống hết. Sắc lần 2, lần 3 để uống trong ngày. Theo lương y Vương Đăng, nếu phụ nữ bị băng huyết dùng cỏ màng trầu, cây mùn trâu, thái nhỏ, cam thảo nam, rễ tranh, cỏ mực, rau má, cây ké, mỗi thứ một nắm, ngải cứu 10 lá, củ sả 10 lá, gừng sống 10 lá, vỏ quýt 1 vỏ. Vỏ quýt 1 vỏ, đổ ngập nước sắc còn 2 bát, chia 2 lần uống trong ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Giật mình về những nguy hại khó lường của bánh trung thu. Bánh trung thu luôn là thứ quà không thể cưỡng đối với bất cứ ai. Tuy nhiên, chính những thành phần trong bánh lại là mối lo ngại đối với nhiều người. Ăn một chiếc bánh trung thu bằng 3 bát cơm. Ghi nhận từ VTV, lại một mùa trung thu đã tới. Những chiếc bánh nướng vàng ươm, bánh dẻo trắng tinh, thơm nước mùi hoa bưởi luôn mang lại sự thích thú cho những người thưởng thức. Nhưng nếu ăn bánh trung thu quá nhiều sẽ gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, không phải người tiêu dùng nào cũng biết. Phần lớn chất béo trong bánh trung thu từ thịt mỡ là loại chất béo no gây nhiều tác hại. Nhân bánh trung thu thường có hương vị đặc trưng, có mỡ nên có độ béo ngậy và vị rất ngọt. Do đó, bánh cung cấp cho cơ thể nhiều năng lượng từ đường và chất béo. Vậy nên, đối với những người đang mắc bệnh béo phì hay tiểu đường thì sử dụng nhiều bánh trung thu sẽ gây hại đến sức khỏe. Chia sẻ trên Vietnamnet, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết rằng vỏ và nhân bánh trung thu chứa rất nhiều đường và chất béo. Một chiếc bánh thập cẩm loại 176g, 2 trứng, cung cấp 600-800 calo. Loại 4 trứng, cung cấp gần 1.000 calo. Trong đó, lượng glucid và bột luôn chiếm trên 80%. Theo bà Lâm, lượng calo này tương đương với một bữa ăn chính, từ 600-800 calo, khoảng bằng 3 bát cơm hoặc bằng 1,5 lần bát phở bò. Dễ gây ngộ độc nếu bảo quản không tốt. Cũng theo VTV,
Phần lớn chất béo trong bánh từ thịt mỡ là loại chất béo no, gây nhiều tác hại. Chất đạm trong bánh nướng khá cao, thường là đạm động vật, nên nếu bảo quản không tốt, chúng sẽ bị hỏng gây ra ngộ độc. Ngoài ra, nhiều loại bánh trung thu hiện nay thường có nhân là trứng muối, với hàm lượng cholesterol cực kỳ cao. Nếu những người bị tiểu đường, tiêu thụ nhiều sẽ khiến bệnh chuyển biến xấu. Từng loại nguyên liệu đều có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, như thực phẩm bị ôi thiêu, thực phẩm nhiễm các loại nấm mốc, vi khuẩn gây bệnh, nhiễm hóa chất độc hại. Nếu không kiểm soát được nguyên liệu, khi chế biến không đảm bảo quy trình về vệ sinh, làm cho sản phẩm dễ bị ô nhiễm, có nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm cấp tính, mãn tính, bệnh truyền qua thực phẩm và làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng. Những ai không nên ăn bánh trung thu quá nhiều. Theo người đưa tin, nếu ăn quá nhiều bánh trung thu, trẻ thừa cân, béo phì hoặc trẻ rối loạn dung nạp gluco có thể gây ra đái tháo đường. Còn đối với trẻ biếng ăn, khi ăn một miếng bánh vào lúc đói, đường huyết tăng lên sẽ làm trẻ mắc cảm giác thèm ăn trong bữa chính, khiến trẻ chán ăn, gây nên suy dinh dưỡng. Các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên ăn. Đối với những người muốn ăn bánh mà không lo béo phì thì nên ăn bánh trung thu chừng mực hoặc cắt bớt cơm đi. Chính bởi lý do này, bạn nên có kế hoạch ăn bánh trung thu điều độ và khoa học để tránh béo phì và gây hại cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng lưu ý, vì bánh trung thu chứa quá nhiều đường và chất béo, nên sau khi ăn bánh trung thu, bạn nên đi bộ. Đi bộ sẽ giúp tiêu hao bớt năng lượng dư thừa. Ngoài ra, bạn nên ăn bánh trung thu cùng với trà xanh. Điều này sẽ giúp việc tiêu hóa, phân giải chất béo tốt hơn do chứa axit acetic. Đối với những người hấp thu tốt, khi thưởng thức bánh trung thu, bạn có thể giảm ăn cơm. Hay khi ăn bánh, bạn phải kết hợp vận động nhiều. Điều này giúp hỗ trợ cho quá trình bài tiết và có lợi cho sức khỏe. Các chuyên gia cũng đặc biệt lưu ý, khi chọn lựa bánh trung thu cho gia đình, như chọn sản phẩm có nhãn mác, nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ tên các cơ sở sản xuất, địa chỉ, hướng dẫn sử dụng và bảo quản, thành phần bánh, ngày sản xuất và thời hạn sử dụng. Người tiêu dùng cũng nên lựa chọn bánh không bị dập nát, bao bì không bị rách, không có màu sắc khác thường hay có mùi lạ. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.